ngày 28 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Kiều, 36 tuổi, nguyên kế toán trường mầm non Hoa Ngọc Lan, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, 19 năm tù về hai tội tham ô tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Bị cáo Trương Thị Thanh Vân bị tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ, Trịnh Thị Thu Tâm 12 tháng cải tạo không giam giữ, Trần Thị Thúy Hoa và Nguyễn Thị Duy Hoàng cùng mức án 9 tháng cải tạo không giam giữ, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tại tòa, bị cáo Kiều khai nhận một mình thực hiện việc tham ô 939 triệu đồng và không có việc chi hoa hồng cho các bị cáo khác. Số tiền tham ô được Kiều khai dùng để tiêu xài và hiện không có khả năng khắc phục hậu quả. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Kiều lợi dụng sự thiếu kiểm tra về công tác tài chính của chủ tài khoản, lợi dụng chức vụ được giao đã có hành vi lập khống giả chữ ký của chủ tài khoản. Lập khống rồi đưa chủ tài khoản ký trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước với nội dung mua văn phòng phẩm, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy học và bán trú. Lập nâng khống tiền lương bán trú thứ bảy của mình trên bảng lương ủy nhiệm chi lương đưa chủ tài khoản ký hoặc giả chữ ký chủ tài khoản, tham ô tổng số tiền trên 939 triệu đồng.